Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và như ngay đầu video anh em sẽ nhìn thấy, hôm nay loa Harman sẽ về như lợn con để phục vụ anh em nhá. Như lợn con luôn. Và tất cả những con hàng ở đây lần này về đều không có bốc hết anh em nhá. Nên là giá sẽ cực kỳ tốt cho anh em, nghe chưa? Một vài ít đồ tai nghe về full bốc cho anh em. Một cặp loa Bose anh em nhá, giá cực kỳ tốt, đúng không? Tiếp đến là một bộ LOD anh em nhá. Con này thì ruột toàn bộ là của thằng Denon tất và nó là dàn full 3 thớt cho anh em nhá. Con cuối cùng là con dàn mini sai đại của thằng Aiwa. Anh em ruột của thằng Sony chất bát đánh siêu êm cho anh em. Rồi. Bắt đầu vào sản phẩm ngày hôm nay thì anh em lưu ý một chút là anh em sẽ để ý cái số điện thoại của mình với thằng em Sơn anh em nhá. Đây này. Số điện thoại của mình và thằng em Sơn ở ngay góc trái màn hình. Số điện thoại của mình là 0976 663 776 và số điện thoại thằng em Sơn là 093 332 183 anh em nhá. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào từ to đến bé, từ mẹ đến con có thể alo hết cho anh em để biết thêm chi tiết. Bắt đầu vào video luôn anh em nhá. Sơn giúp anh cái. Rồi. Thì từ những món đồ nhỏ này trước thì anh em mình sẽ có một cái nhìn cận cảnh nhá. Đầu tiên là con tai nghe Think Plus anh em ạ. Đây. Con này là một trong số những con tai nghe khá là ngon của hàng Lenovo anh em nhá. Đấy. Con này thì nó có một cái hay là nó là dòng True Wireless anh em nhá, True Wireless. Đấy. Chân sạc thì sử dụng chân sạc Type-C đời mới nhất bây giờ. Tai nghe thì nghe được khoảng tầm 5 tiếng liên tục anh em nhé. 5 tiếng liên tục, ngoài ra hộp sạc sẽ sạc được 3 lần cái tai nghe nữa. Rồi. Hộp sạc sẽ sạc được 3 lần cái tai nghe nữa. Anh em nhìn củ nó khá là khủ khoảng anh em nhé. Riêng cái dòng này thì chất bát nó khá là sâu. Anh em nào mà chơi nhiều bát thì con này nó rất phù hợp với anh em nhé. Còn anh em nào mà thiên về lời chơi ít bát thì cũng không nên lấy con này. Tại vì con này nó khá là nhiều bát. Anh em lưu ý một chút như thế nhá. Đây, từ cái phần này. Hàng nó về thì hàng mới tinh, nó chỉ không có hộp thôi anh em nhé. Đấy, của Hauson này, mới tinh luôn, khủ khoảng cực kỳ luôn. Và phần thân tai nghe này nó sẽ có cảm ứng ở phần thân này để anh em điều khiển tai nghe anh em nhé, khá là ok đúng không? Và đây bên trong cái củ sạc, hộp sạc anh em nhìn này. Đấy. Nói chung con này làm thì mình nghĩ là nó làm khá là ok, từ phần bản lề cái thứ khá là chắc chắn đến cái phần chân sạc nó làm khá đẹp. Nói chung con này thì cũng không có gì phải bàn cả. Hàng này là hàng xuất Đức anh em nhé. Hàng của thằng Lenovo xuất thị trường Đức nên là nó làm theo tiêu chuẩn châu Âu thì mình nghĩ là cái tiêu chuẩn của nó khá là cao anh em nhá. Đây, tiêu chuẩn khá là cao. Đấy. Và giá hiện tại cho con này thì mình để cho anh em con này chỉ có 499.000 thôi anh em nhá. 499.000 cho con này. Đấy, ok cho anh em. Đấy, một con anh em nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là tai nghe hybrid anh em nhá. Cái dòng tai nghe hybrid này thì mình giới thiệu quá nhiều đến anh em rồi đúng không? Con này là đến từ một cái thương hiệu Aplex anh em ạ. Đây, Aplex, hàng chuẩn nội địa của Nhật luôn anh em nhé. Hàng chuẩn nội địa Nhật. Thế anh em mình sẽ nhìn thấy này. Chữ Nhật nó chằng con nhà bài chịt ở phía sau luôn. Nghe chưa? Đấy. Và công nghệ con này tích hợp cực kỳ nhiều. Đầu tiên là cái Bluetooth version 5.0 này. Tiếp đến là công nghệ hybrid, nó chính là công nghệ kép anh em nhé. Ví dụ như ô tô hybrid ấy, thì nó là xăng pha xăng lai điện anh em nhé. Thì con này cũng vậy, bên mỗi củ loa nó sẽ được trang bị, bên mỗi phần tai nghe sẽ được trang bị hai củ loa anh em nhé. Hai củ loa, một củ đảm nhiệm giải cân bằng và một củ đảm nhiệm giải sút bát. Khi anh em mình nhét vào tai nó sẽ cho một cái chất âm như một bộ dàn âm thanh cao cấp anh em nhé. Đây, nó có cái hệ thống cân bằng âm thanh nữa này, hệ thống cân bằng riêng này, balance amateur này đúng không? Tiếp đến là hai củ tai nghe, nó chính là double 6mm driver. Thì nó sẽ bao gồm hai củ loa, mỗi củ là 6mm anh em nhé. Auto pairing, tự động kết nối này, tub sensor cảm ứng chạm ở từng trên thân tai này anh em nhé. Bên dưới này chống nước IPX5, anh em mình đi mưa gió thoải mái luôn, không được sợ hỏng tai. Về cho anh em. Rồi. Phần củ tai loa này sẽ được trang bị đầu tiên núm cao su này, tiếp đến giải cân bằng này, hộp cộng hưởng này anh em nhé. Bên trong sẽ bao gồm hai củ loa. Tiếp đến là cục pin này. Đấy, và bên này sẽ là mạch anh em nhé. Mạch kết nối, mạch này là mạch Bluetooth version 5.0 để phục vụ em kết nối. Riêng cái Bluetooth version 5.0 này thì anh em nhìn này, nó thuộc cái dạng gọi là Class 2, tức là cái phiên bản version 2 đấy. Tích hợp rất nhiều cái công nghệ chống nhiễu và chống sôi ù, ví dụ như AIDP, AVRCP, HFP và HSP, toàn bộ là công nghệ thằng Qualcomm tất. Tích hợp thêm hai cái công nghệ giải mã, chính là công nghệ SBC và AEC anh em nhé, giải mã tín hiệu số. Ok cho anh em. Thời gian sử dụng được một bên tai sẽ là 4 tiếng và hộp sạc sẽ sạc thêm 4 lần cho anh em nữa. Ok chưa? Thời gian chờ sẽ là 300 giờ cho anh em. Đấy. Thời gian sạc sạc cục này sẽ là 600mAh anh em nhá. Sử dụng chân sạc USB Type-C. Trời lại mưa rồi anh em ạ. Trời mưa thì nghe nó sẽ hơi khó một chút anh em thông cảm nhá. Rồi. Phần bên trong tai nghe mình sẽ bóc cho anh em xem. Rồi. Con này thì hàng mới tinh anh em nhá, full bốc luôn.
bên trong tai nghe đây. Bên trong này thì con này như anh em nhìn thấy này, sách hướng dẫn này, dài như giấy sớ nhá. Tiếp đến là hai bộ núm tai nghe anh em nhá, một cỡ to và một cỡ nhỏ để phục vụ anh em sử dụng. Một cái cáp sạc cho anh em, một đầu USB và một đầu C anh em nhá, để phục vụ sạc cho anh em. Được chưa? Tiếp đến là phần tai nghe chính này. Tai nghe chính đây, bên trong này nó có một ghi chú anh em nhá. Tức là khi anh em không sử dụng lâu ngày thì bỏ cái tai này ra khỏi hộp sạc. Ok chưa anh em? Đấy. Tai nghe đây. Có cái tem check cực này, tem đã được kiểm duyệt anh em nhé, của hãng. Nó khá là cẩn thận đấy. Đây thì hộp sạc của nó này, phần bên ngoài trong suốt, nhìn thấy được cả phần pin bên dưới anh em nhé. Tiếp đến phần đằng sau này, cái phần thông số khá là lằng nhằng anh em nhé, khá là lòng hoàng của hãng. Và phần hộp sạc rất đẹp luôn, không một tì vết anh em ạ. Tại vì sao? Con này nó sản xuất cực đẹp anh em nhé. Tiếp đến là chân sạc tai C. Ok chưa anh em? Mở bên trong này ra thì đây sẽ là phần báo pin này. Tiếp đến là phần củ loa, củ tai nghe anh em nhé. Củ học sườn nó rất là đẹp đúng không? Rất là lì anh em nhé. Cái phần nhựa ở chỗ phần này nhìn xuyên được, và bên trong sẽ nhựa nhám, bên ngoài nhựa nhám này, bên trong nhìn thấy hai phần củ loa bên trong. Phần nhựa núm cao su này. Đấy anh em thấy không? Có cái phần vành bên trong sẽ là vành kim loại anh em nhé. Con này xịn dã man luôn. Đấy. Ok chưa? Và con này mình vẫn để cho anh em giá 1.250.000 cho một con full box công nghệ hybrid anh em nhé. Hybrid thì cao cấp rồi, ngày xưa 2018 anh em nhé, 2018 những con này nó rơi vào khoảng tầm 6-7 triệu đấy, bây giờ nó rất là rẻ rồi anh em nhé. Nếu mà anh em chưa trải nghiệm công nghệ hybrid thì nên thử anh em nhé, nên thử để biết được chất lượng của hybrid như thế nào, khác hoàn toàn với những dòng tai nghe thông thường luôn. Tiếp đến đây thì sẽ là một con tai nghe đến từ thương hiệu Anker anh em ạ. Đây, Soundcore by Anker anh em nhé. Đấy, True Wireless này. Con này nó sẽ có 22 chế độ chỉnh EQI, chống nước chuẩn IPX5, thời gian play nhạc là 30 tiếng anh em nhé, 30 tiếng nghe liên tục cho anh em. Bây giờ bên trong tai này, con này cũng là hàng mới tinh. Đấy, bên trong tai nhá, sách hướng dẫn sử dụng này khá là dày, là xịn nhá. Tiếp đến là dây sạc này. Đấy, và đây là cái tai nghe của anh em mình anh em nhé, tai nghe đây. Ok chưa anh em? Đấy, hộp tai nghe của những cái dòng của Mỹ thì nó khá là đầm chắc anh em nhé, khá là đầm chắc anh em nhìn này, hộp trắng xóa luôn. Rồi, dòng tai nghe con này đạt đủ tiêu chuẩn của UK và Canada anh em nhé, của Anh và Canada đều đầy đủ tiêu chuẩn. Và tất nhiên là những cái con tai nghe đời cao Bluetooth của Mỹ đều được sản xuất tại China hết, và con này cũng China luôn anh em nhé, cũng là China nhưng mà hàng chuẩn Mỹ cho anh em, tại vì con này mình mua ở Amazon của Mỹ về anh em nhé. Chất lượng của con này về phần chất âm thì gọi là bao hay cho anh em, với cho anh em trắng tinh luôn. Anh em nào thích màu trắng hoặc mua tặng chị em thì con này nó quá đỉnh. Riêng anh em mình nghe nhạc Vina House nhé, ở trên con này nhé, nó đập gọi là bao phê cho anh em ạ, nó đập rất là căng và lực rất khoát luôn anh em nhé. Con này riêng nghe non stop Vina House các kiểu nó đánh rất là đầm tiếng, và nghe tất cả các dòng nhạc đều tốt ở trên con này, kể cả nhạc gọi là nhạc vàng trữ tình hay anh em mình nghe những cái dòng nhạc trẻ bây giờ nó đánh rất hay anh em nhé. Con này mình phải đánh giá là chất âm nó cực kỳ ngon, mic đàm thoại trực tiếp ở trên tai luôn anh em nhé, anh em có thể đàm thoại trực tiếp được. Ok chưa? Phần đúng cao su này, phần đúng này rất là xịn anh em nhé, rất là bó tai. Anh em mình đặt con tai này vào tai gần như nó ôm khít con tai của anh em mình luôn. Nó thiết kế theo cái kiểu đúng kiểu ngôn ngữ công thái học để phục vụ anh em nhé. Phần hộp sạc khá là đẹp đúng không? Đây con tai là như này thôi. Đó, anh em nhìn mở ra nó thiết kế hộp lắp vỏ sò anh em nhé. Mở ra này, có logo Soundcore này. Đấy, hàng rất xịn luôn. Và con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá đợt này về tốt hơn đợt trước rồi. Hàng này full box để cho anh em 1.150.000 anh em nhé. 1.150.000 với cho anh em. Trước là 1.200.000, lần này về cước tốt hơn rồi anh em nhé. Cước rẻ được một chút tại vì mình làm việc bên vận chuyển rồi. Thấy chưa? Tiếp đến đây thì sẽ là hai con tai nghe dòng tai chủ anh em nhé. Con đầu tiên là con Bomix. Xin thưa với anh em, con này là con kết nối Bluetooth anh em nhé. Đây, nó sử dụng củ driver là 4cm anh em nhé, hay 40mm này. Trở kháng con này là 32 ohm, đáp ứng giải tần này từ 20Hz đến 20.000Hz, tức là gần như là full tất giải tần luôn. Với cho anh em, độ nhạy là 106 cộng trừ 2 dBA. Ôi giờ cục pin sạc của nó bên trong sẽ là 20mW, xin lỗi anh em nhé, công suất của nó sẽ là 20mW. Đấy, pin sử dụng mắc là 8 tiếng anh em nhé. Kết nối nhá, kết nối gọi là khoảng cách xa là 30 feet hay là 10 mét. Thấy chưa? Đấy, con này sẽ có Bluetooth 5.0 này, sử dụng pin là sạc này, đây chống ồn này. Đấy, Bomix là cái chế độ mic đàm thoại trên tai này anh em nhá, là một trong số sử dụng những con mic cao cấp. Con này sử dụng anh em mình chơi game được tại vì độ nhạy rất khá cao.
và lê control này, các nút điều khiển này, đàm thoại ở trên tai này, đây này, cái gì Asus Stable Headband, cái này mình chưa rõ nhé, tức là phù hợp với mọi loại đầu thì phải. Đây, fold bay này có thể gấp gọn anh em nhé, có thể gấp gọn để mang đi, được chưa? Đây là các cái thông số bên ngoài, tiếp đến sẽ là bên trong. Đây, con này hàng về full box nên khá là ngon. Đây, bên trong này sẽ là hộp phụ kiện anh em nhé, hộp phụ kiện bên trong này có cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, và tiếp đến là cáp sạc này. Đấy, và một cáp hai đầu 3.5 để phục vụ anh em mình khi mà hết pin anh em nhé. Anh em có thể sử dụng cái cáp này để kết nối trực tiếp luôn, không cần sử dụng gọi là bluetooth nữa. Đây cho anh em. Đây, hộp này, tai của anh em mình đây, hàng mới tinh luôn anh em ạ. Đây, các cái thông số chú ý này, do not gì đây, the back not tai toy cái gì đây. Mình hơi rút tiếng Anh, anh em thông cảm nhé, những cái chỗ này mình không đọc được. Đây là phần tai nghe của anh em mình, đúng không? Tai nghe này nhìn nó khá là gọn gàng anh em nhé, tại vì đánh giá nó khá là gọn gàng, thấy chưa? Đấy, mic này, mic đàm thoại này, thấy chưa? Đấy, và đây là nó được làm một cái lớp nhựa cao su anh em nhé, cầm vào khá là đẹp, nhưng mà khi mà cái hàng này hàng lưu kho ở bên kia nên nó sẽ có một bên cầm mà nó bị dính anh em nhìn này. Đấy, nó hơi bị dính một tí nhá. Và con tai này mình sẽ thanh lý cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà cái phần đệm tai này vẫn còn rất là xịn anh em nhá. Đấy, phần da nó cực kỳ mềm và xịn. Đấy, phần tai nghe này anh em phải rút lên rút xuống để chỉnh cỡ đầu này. Đấy, riêng tai nghe này nghe chất bass siêu hay, và cái bộ mic đàm thoại nhá, các cái nút điều hướng ở đây này. Đấy, điều hướng tắt bật ở đây này. Và đây là jack cắm 3.5 để phục vụ anh em khi hết pin, cắm cái jack 3.5 vào đây nhá để sử dụng. Chân sạc con này thì vẫn sử dụng chân sạc micro USB về cho anh em. Đấy. Và con tai này bình thường hôm trước là 850.000 đồng, 850.000 thì hôm nay cái con này nó bị nhựa cao su anh em nhá. Nó hơi dính ở đây. Anh em về có thể lau sạch đi hoặc để nguyên thế này sử dụng được, chả làm sao hết. Và giá mình để cho anh em con này chỉ có 600.000 thôi anh em nhá. 600.000 con này về cho anh em. Anh em nào mua con này thì sẽ rẻ được 250.000. Và chất âm thì bao ngon cho anh em, thấy chưa? Rồi. Đây gấp gọn này, gấp gọn vào như này anh em nhá. Tiếp đến con tai nghe cuối cùng ở video này sẽ là con Empow anh em nhá. Con Empow này thì sao? Con Empow này là hàng full box anh em ạ. Hàng xuất cho thị trường Mỹ thì không phải bàn về chất lượng, từ cái hộp nó đóng rất là đẹp anh em nhá. Hộp con này rất đẳng cấp luôn. Đấy. Thông số này. Hi-Fi audio anh em nhá, chất lượng nhạc hi-fi rồi đúng không? Đàm thoại rảnh tay này. Clawback cushion, tức là con này nó dễ dàng cất đi à hay cái gì đây, mình không rõ. Thời gian sử dụng rất là dài anh em nhé, long battery life tức là khá là dài. Đấy. Con này hình như là nghe liên tục được bao lâu đây, nghe liên tục được khoảng tầm 15 tiếng anh em nhé, mình nhớ không nhầm là mình đọc thông số bên trong là 15 tiếng. Bluetooth version 5.0 này. Đấy. Thời gian sạc là 3 tiếng rưỡi ở đầy pin này, khoảng cách kết nối là 10m anh em nhé, và sử dụng cục sạc 5V 1A, anh em lưu ý một chút như thế, thấy chưa? Đây bên trong này nó sẽ bao gồm nhé, sách hướng dẫn sử dụng đầu tiên này, anh em mình nhiều anh em yêu khoa học rất thích cái này. Tiếp đến là sẽ là túi anh em nhé, túi ok cho anh em, phần túi đựng tai nghe. Đấy, cũng là nguyên mới luôn, túi khá là đẹp, túi nhung. Bên trong này sẽ có một cái dây 3.5 này và một dây sạc để phục vụ anh em khi hết pin sử dụng dây 3.5, còn ngoài ra thì dây sạc khá là dài anh em nhé, ok chưa? Tai nghe đây, con này thiết kế khá là giống thằng Beat anh em nhé. Đấy, nó màu đỏ và màu đen trộn với nhau. Phần trên này cũng cao su luôn, anh em đeo vào thì khá là êm đầu anh em nhé. Củ driver sẽ được trang bị củ cũng là 4mm luôn. Phần đệm cao su rất mềm luôn anh em nhé. Phần đệm cao su siêu mềm, và phần tai anh em nhìn này. Đấy, nó lắc được như thế này thì nó sẽ ôm khít mọi cái loại tai của anh em mình. Có nhiều anh em tai vảnh, nhiều anh em tai cụ, đeo cái này vào nó ôm khít hết anh em nhé, khít tất luôn. Và con này có chống ồn, thế là thành ra rất là ngon. Cụ phím điều khiển này, đàm thoại trực tiếp này, nách bài các kiểu là tăng giảm âm lượng trên này tất luôn, nghe chưa? Đấy. Khá là ngon anh em nhé. Và con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá là 750.000 anh em nhé, cho mã này. Đấy, 750 cho mã Empa. Ok. Rồi, này giới thiệu khá là nhiều đồ linh tinh đúng không? Tiếp đến đây thì anh em sẽ nhìn thấy gọi là cái lứa lợn con của anh em mình, nó chính là con Hamakaden anh em nhé. Haman thì nó quá nổi tiếng với anh em rồi, nó là một trong số những tập con của thằng JBL anh em nhé. Thằng JBL và thằng Haman nó là một, nên con này sẽ là hàng chuẩn của Mỹ anh em nhé. Hàng Mỹ xuất thị trường Nhật và sang Việt Nam, ok chưa anh em? Hiện tại mình mua bên kia là những con này là đều là hàng đấu giá hết, thế là nó vẫn còn rất là ngon, pin ngon này, hình thức cũng khá là ok anh em nhé.
hình thức ok, quan trọng nhất là pin nó dùng vẫn rất là ok anh em nhá. Cam kết zin nguyên bản cho anh em, ok chưa? Chức năng con này thì cấu hình con này thì sẽ bao gồm này, anh em nhìn nhá. Nó đầu tiên hình thức nó sẽ như một cái đĩa luôn. Đằng phía sau nó sẽ phần chân anh em nhá. Phần chân này anh em nhìn này. Đấy, rất đẹp luôn anh em nhá. Đấy, chân này là chân kim loại đấy, ok chưa? Đấy. Và con này nó có pin bên trong để sử dụng. Ngoài ra anh em mình có thể cắm sạc vào để sử dụng anh em nhé. Cắm sạc pin vào thì nghe nó sẽ căng hơn. Và khi anh em mình cắm sạc vào thì việc pin sạc nó vẫn cứ sạc thôi. Anh em mình sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp từ cái nguồn sạc của con này anh em nhé. Cấu hình con này sẽ bao gồm này. Đầu tiên con này sẽ được trang bị hai con loa mid bass anh em nhé. Hai con mid bass, mỗi con đường kính là 8cm, gân cao su zin. Đấy, và cặp loa này sẽ cặp loa gọi là dâu quạc anh em nhé. Nó đánh chất bát ra rất là đầm tiếng. Tại vì sao nó lại đầm? Tại vì con này là hộp kín anh em nhé. Loa nó là loa nén, hộp kín luôn, không có thụt hơi. Về chưa anh em? Bên trên này sẽ được trang bị hai con chép đôm, dòng đôm cao cấp của thằng Harman Kardon, được trang bị trên những con ô tô cao cấp anh em nhé. Anh em nào mà xem những con ô tô cao cấp được trang bị loa Harman ấy, tháo con chép ra giống y hệt con này luôn anh em nhé, giống y hệt luôn. Bên trên này thì sẽ là cái bát cộng hưởng ở mặt trước của con này anh em nhé. Bát cộng hưởng khá là to, đường kính 10cm. Phía sau lại thêm một con mắt cộng hưởng nữa anh em nhé, ok chưa? Đấy, thì đấy là cơ bản về cấu hình con này anh em nhé. Công suất con này được hãng công bố là 60W trong một chiếc loa anh em nhé. 60W trong một chiếc này thì anh em mình sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích khoảng tầm 30m² trở về cho anh em mình, và đánh rất là căng, dân bay nó rất thích những con như thế này anh em nhé. Và con đầu tiên ở đây thì hoạt động ok, mỗi tội căng anh em mình nhìn sẽ có vài vết anh em nhé. Đó, anh em nhìn thấy không, có vài vết xấu đấy. Còn những cái bốn con ở phía sau này thì tất cả căng giết các thứ đều đẹp tất anh em nhé. Căng đẹp xuất sắc luôn, không có một tí vết. Ok chưa? Thì đấy, mình giới thiệu rất chi tiết với anh em như vậy đúng không? Tiếp đến phía sau này, mình sẽ quay cho anh em nhé. Đấy, tổng thể con này nó chỉ bị bẩn thôi anh em nhé. Những con này chỉ bị bẩn thôi. Ok chưa? Đấy. Và con đầu tiên này thì thứ nhất là hình thức nó không được đẹp. Và mình sẽ để cho anh em con này chỉ có 2.900.000 anh em nhé. 2.900.000. Còn tất cả những con phía sau này, bốn con phía sau này đều giá là 3.200.000. Ok chưa anh em? Và thằng em Sơn nó sẽ test nhạc cho anh em nghe nhá. Test nhạc cho anh em. Rồi. Đây, chờ chút nhá, mình sẽ bật nguồn lên cho anh em. Đấy, con này sẽ được trang bị một nút nguồn nhá, tăng giảm âm lượng trên này này anh em nhá. Và bên này nữa nó sẽ là cái nút Bluetooth anh em mình nhá. Đấy. Nó báo đèn luôn. Rồi. Người đứng từ xa chờ em về. Anh em nhé, riêng con này thì không phải bàn về những cái dòng loa gọi là loa di động được anh em ạ, không phải bàn. Giá thì bây giờ rất là tốt rồi anh em nhé, giá rất là tốt rồi. Có nhiều anh em bảo là hỏi một câu rất buồn cười là con này có nghe hay bằng con loa Mookki mình bán hôm trước không, thì mình nói thật với anh em cứ nhìn giá là biết rồi anh em nhé. Nói chung những cái đấy mình không phải giải thích nhiều nữa. Con loa Mookki nó bé như này thôi anh em nhé, nó bé bằng 1/4 con này thôi, và nó chỉ được trang bị một con loa toàn giải, một cái bát cộng hưởng thôi. So làm sao được anh em? So thế nó buồn cười ra đúng không? Không thể so được, nhất là về giá con kia nó kém gấp nhiều lần rồi. Mà con này thì nó là hàng của Mỹ, con kia cũng hàng Mỹ nhưng mà nó là dòng loa nhỏ anh em nhé. Nó dòng loa nhỏ, giá nó ít tiền. Mình nghe những cái gọi là những phù hợp với cả anh em nào mà cái nhu cầu nó đơn giản thôi. Còn những con này thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu phức tạp của anh em hơn. Nghe tất cả mọi dòng nhạc đều ok cho con này anh em nhé. Giá hiện tại con ở trước này là 2.900.000. 4 con phía sau 3.200.000 anh em nhé. Tiếp đến bên này thì sao? Bên này thì sẽ là một cặp loa Bose anh em nhá. Một cặp loa Bose 121 với cho anh em. Đấy. Con này thì về cặp loa này, hình thức của nó thì không được đẹp anh em nhá. Hình thức nó không được đẹp và tí nữa mình sẽ giới thiệu đến hình thức của nó sau. Đầu tiên thì con này anh em sẽ nhìn thấy nhá. Nó là một trong số những cặp loa Bookcell anh em ạ. Hoặc anh em mình có thể về làm trợ lời cũng được anh em nhá.
Tại vì sao con này nó làm trợ lời tốt? Tại vì phần lời nó rất là ngon anh em nhé. Riêng những cái dòng loa Bose 101 hoặc 111 đấy thì gọi 110 nữa thì gọi con này là cụ tổ luôn anh em nhé. Tại vì con này nó lên phần lời rất cao mà không hề bị xé tiếng. Anh em nào đã chơi những cái dòng này sẽ biết nó lên rất hay anh em nhé. Và con này nó là một trong số những cái tiền thân của cặp loa 363. Anh em nào đã chơi Bose 363 rồi thì đây chính là phần lời chính của con loa 363 anh em nhé. Con này sẽ đặt thêm một con súp nữa, con súp bên dưới chính là bổ trợ thêm một con loa 6363. Vậy chưa? Con này sẽ được trang bị một con loa toàn giải mặt trước đường kính là 12 cm. Đấy, gân nó sẽ là gân lụa tẩm dầu hết anh em nhé, gân lụa tẩm dầu hết. Ôi cho anh em, màng giấy và logo bót dập nổi này, anh em nhìn này, đấy, dâu vảnh và những cặp loa rất là hiếm anh em nhé. Riêng con loa này hình như mình nhớ không nhầm là cái củ loa này được trang bị trên con mẹt này vậy, trên con mẹt cao cấp đấy. Đấy, hình như con mẹt hay là con Phantom thì không nhớ rõ. Nói chung là trang bị trên con loa cao cấp, trên con ô tô cao cấp. Thụt hơi phía dưới là thụt hơi xẻ rãnh anh em nhé. Anh em mình sẽ có thùng ma trận bên trong đánh khá là sâu. Đấy. Và căng con này cũng đẹp anh em nhé. Căng con này thì đẹp, ok chưa? Chỉ có cái phần đề can của nó hơi xấu thôi anh em nhìn này. Đây, đây sẽ có một vài lỗi đề can anh em nhé. Tiếp đến phần đáy dưới này anh em sẽ nhìn thấy nhá. Đấy, ok chưa? Nhưng cơ bản anh em mình mà để thế này thì nó cũng không ảnh hưởng mấy, ok chưa? Đấy, tổng thể. Và nó sẽ có các cái chốt đinh thì em gắn patch treo trên tường anh em nhé. Với những anh em nào mà mua về chợ lời hoặc là chợ lời karaoke hoặc chợ lời nghe nhạc thôi cũng đã đẳng cấp rồi. Cọc loa thì toàn bộ là dòng cọc loa cao cấp anh em nhé. Cọc loa này anh em nhìn này, đẳng cấp luôn. Cọc loa này là mạ vàng anh em nhé. Nên anh em mình dùng mãi mãi nó sẽ như thế này, không giờ bị xỉn đâu anh em. Rồi, công suất con này thì 60W, trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Model 121 Repline Rimchick System anh em nhé. Và hàng chuẩn của US luôn, hàng chuẩn của Mỹ luôn anh em nhé, hàng chuẩn của Mỹ. Đấy. Với những anh em nào mà đã chơi cặp này sẽ biết cặp này nó bán trên thị trường, nếu mà cặp loa nó đẹp xuất sắc nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4,5 triệu cho cặp này anh em nhé. Nhưng mà riêng cặp này mình sẽ thanh lý cho anh em giá siêu tốt luôn, cả cặp này mình để cho anh em giá chỉ có 3,3 triệu thôi anh em nhé. 3 củ 3 cho cặp này, ok chưa anh em? Anh em nào đã chơi bot 101 thì gọi là tạm biệt con bot 101 đi anh em nhé, tạm biệt con Bose 101 đi, tại vì con này nó có đỉnh hơn con Bose 101 nhiều anh em nhé. Tiếp đến bên này thì sẽ là cái bộ dàn anh em ạ, bộ dàn 3 thớt rời đến từ thương hiệu LOD anh em nhé. LOD ấy chính là thằng Hitachi đấy anh em, và Hitachi thì nó không có nhà máy sản xuất những cái đồ âm thanh, nó bắt buộc phải mua sản phẩm của những hãng khác. Và thằng Hitachi nó chuyên mua của hai hãng chính là thằng Onkyo và thằng Denon. Và với cái mã sản phẩm này thì nó mua trọn gói của thằng Denon luôn anh em nhá. Nên anh em nhìn thấy nhá, các thớt dàn nó giống y hệt thằng Denon M10 và thằng Denon M7, ok chưa anh em? Đấy, thớt dàn giống y hệt luôn anh em nhá. Chức năng ở con này thì sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy nhá, form chức năng nó sẽ giống y hệt Denon M10 và M7. Nó chỉ khác về mặt thiết kế mặt trước một chút thôi anh em nhá. Con này nhìn nó sẽ cứng cáp hơn. Nhìn cá nhân mình đánh giá thì con này đẹp hơn anh em ạ. Cá nhân đánh giá thì con Hitachi nó thuê thằng Denon làm con này đẹp hơn. Đấy. Cái thớt trên cùng này sẽ là thớt MD này anh em nhá. Đọc ghi cực kỳ ngon và anh em mình có thể sử dụng thớt này để làm giải mã được anh em nhá. Làm giải mã bằng thớt này được. Ok chưa? Tiếp đến ở bên dưới này thì sẽ là cái thớt CD, và con này chạy 3 khay CD hoạt động hoàn hảo tất luôn anh em nhá. 3 khay CD hoàn hảo. Và con này sẽ chạy với cái mắt KSS210 anh em nhá, một trong số những dòng mắt gọi là cũng xếp cùng hàng với cả 213, khá là bền anh em nhá. Khá là bền, ok chưa anh em? Và chất tiếng này ra rất là ok này. Con này thì có giải mã 24 bit chuẩn này. Nói chung là ngon rồi anh em nhá. Con này về cắm smart TV ok. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là con âm ly, anh em sẽ nhìn đấy, đúng không? Cũng là mặt nhôm rất đẹp anh em nhá. Tích hợp ở trên con này thì sẽ là cả hình như là cả FM. FM sẽ đủ 108, anh em sẽ dò full đài Việt Nam luôn. Bát chép sẽ chỉnh bằng cần, hai cần riêng biệt ở đây anh em nhé. Bát và chép hai cần riêng biệt, và đây là volume chủ này. Đấy, ok chưa? Và các cái nút tùy chọn, chọn cổng này, dò đài này, tất cả các cái công nghệ, tất cả những cái tùy chọn đều có thể tùy chọn tất ở trên này được anh em nhé. Và dòng âm ly này thì đánh gọi là 4 con sò than, sò lớn như sò dân dụng, và anh em mình hoàn toàn phang tốt những cặp loa bát 25cm với cái âm ly mini này anh em nhé. Kích thước chiều ngang của những con này nó chỉ rơi vào khoảng tầm 21cm thôi. Đấy. Nhưng mà nó đánh cực phê cho anh em. Vậy chưa? Cấu hình loa thì sao? Loa con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 12cm, gân cao su anh em nhé. Màng sẽ là màng gọi là màng carbon ngọc trai, núm kim loại. Bên trên sẽ là con chép siêu tần anh em nhé. Riêng cặp loa này thì mình đánh giá là một trong số những cặp loa đẹp anh em ạ. Đẹp mà nghe lại hay chứ. Anh em nhìn thùng này. Thùng nó là vân như kiểu là vân gỗ nu anh em nhé.
gỗ nu này anh em nhìn này. Đấy, vân nu này là nhìn nó khá là sang. Đấy, phía sau đây tổng thể bộ dàn và hàng đấu giá này nó khá là đẹp anh em nhá. Công suất của loa thì sẽ là 50W, trở kháng là 6 ohm và Hitachi LTD Tokyo Japan, anh em nhớ chưa? Đấy, một cặp là 100W, con này chơi tốt phòng 40m2. Cọc loa toàn bộ là cọc bắp chuối tất anh em nhá. Đẹp đúng không? Tiếp đến bên trên này, thớt MD anh em nhìn này. Đấy, công suất 14W, điện nguyên bản 100V, hỗ trợ một đường line in, một đường line out, phục vụ ghi đĩa này, đúng không? Ghi đĩa MD và một đường gọi là ốp, hai đường optical in anh em nhá. Và một đường optical out phục vụ em giải mã 24 bit hoặc có thể ghi đĩa bằng cổng này. Quê chưa? Đấy. Anh em mình hoàn toàn giải mã từ Smart TV xuống được. Và cái đường CD này anh em nhìn này, CD công suất 10W, điện nguyên bản 100V, hỗ trợ một đường line out này và một đường optical out anh em nhá. Đấy. Và cái phần này, đấy. Phần lòi ra là phần biến áp bằng CD anh em nhá. Bên dưới này phần âm ly thì sao? Công suất của âm ly đâu rồi nhỉ? Công suất âm ly đây anh em nhá, nó dán cái tem sang bên hông này vì đằng sau hết chỗ rồi. 60W, điện nguyên bản 100V Hitachi anh em nhá. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm phun giải trở kháng, hỗ trợ một đường sút điện out đây này. Đấy. Và một đường cắm nguồn phụ này, đúng không? Các cái đường line in out đầy đủ anh em nhá, không thiếu bất kỳ một cổng nào cho con này đâu. Và kẹp antenna FM để phục vụ anh em nghe đây. Anh em nào mà nghe đài có thể chơi con này ok anh em nhá. Đấy. Và giá con này là bao nhiêu? Hiện tại con này LOD R50 anh em nhá. Con này là R100 anh em ạ. LOD R100. Thì mình đang để giá cho anh em một bộ full 3 thớt thế này, mình đang để cho anh em giá chỉ có 4.200.000 thôi anh em nhá. 4.200.000 cho một mã full 3 thớt có giải mã chuẩn 24 bit. Quay cho anh em. Anh em nào mà mua gọi là M7, M10 chất âm tương tự mà giá nó lại hơn 5 củ cơ anh em, đúng không? Con này ngon hơn, giá lại tốt hơn anh em nhá. Và lên thử nhạc cho anh em nghe nhạc này. Đây. Và cái mã này hiện tại mình để cho anh em với giá siêu tốt 4.200.000 cho một bộ full 3 thớt giờ anh em nhá. Tiếp đến bên này thì sao? Anh em sẽ nhìn thấy đây là một cái mã size lớn anh em nhá, mini size lớn đến từ Aiwa. Và xin thưa anh em, Aiwa với thằng Sony nó là anh em ruột anh em ạ. Nội thất bên trong toàn bộ của Sony tất anh em nhá. Thiết kế hai cái núm mặt trước anh em nhìn này. Đấy, hai cái vú rất là to, hai cái núm rất là to, hai cái núm vú rất to anh em nhá. Anh em mình nhìn nó cân đối, đẹp đúng không? Con này thì hình thức của mình ấy thấy ok rồi. Màn hình này hiển thị rất là nhiều thông tin ở trên con này anh em nhé. Đấy. Con này các chức năng sẽ như sau. Đầu tiên là cassette anh em nhìn này. Đấy. Auto reverse. Ok đây anh em. Đấy. Tiếp đến là chơi MD anh em nhé. Chơi đĩa CD. Đấy. Kết nối thiết bị bên ngoài qua đường AUX thoải mái ở trên con này anh em nhé. Qua đường AUX các kiểu thoải mái cho con này. Đấy. Đủ cổng kết nối cho anh em ở trên mã này. Và CD con này đọc rất là ngon anh em nhé. Riêng con này thì xin thưa với anh em, mình sẽ bao cho anh em kết nối điện thoại, máy tính, TV ok anh em nhé. Chơi đĩa gọi là CD cực kỳ ok. FM con này sẽ đủ 108 cho anh em, ok cho anh em. Còn cassette và MD thì anh em hết sức thông cảm với những cái mã gọi là dòng như thế này thì mình thì máy cỏ thì mình không thể nào gọi là dọn cho anh em những cái đấy được, không có thời gian anh em ạ. Và cái mã này nó chính là con Aiwa MD85. Tích hợp trong con này sẽ là công nghệ này BBE System anh em nhé. Hệ thống gọi là tăng âm bát anh em ạ, tăng bass cao ở con này anh em nhé, có BBE system. Ngoài ra thì công nghệ Dolby anh em nhé, công nghệ Dolby RR cũng được tích hợp sẵn cho con này luôn. Với cho anh em
chỉnh các cái giải quay anh em nhé. Rồi T bát này, BBE này, chế độ BBE này, đây một trong số những chế độ tăng âm bát của này anh em nhé, tăng âm bát. Đấy, chế độ chọn nhạc này, pop rock các kiểu này. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, ra pop rock. Đấy, và toàn bộ cụ phím trên này anh em phải về tìm hiểu thêm anh em nhé, về những cái gọi là tùy chọn của nó, tại vì con này có khá nhiều tùy chọn linh tinh nữa nhưng mình chưa biết. Cấu hình loa thì đúng với cả nghĩa là con size lớn thì con loa này được trang bị con loa bát đường kính 16cm anh em nhé. Gân dòng gân béo anh em ạ, chất bát đánh ra rất là lực và củ nữa, bên trong chính củ Sony luôn, to đúng vào mặt này luôn anh em ạ. Đấy, màng sẽ là màng carbon và núm côn rất là to anh em nhé, núm côn siêu to luôn. Bên trên này sẽ là con chép giấy đường kính khoảng tầm 5cm nên là phần lời con này nghe cực kỳ ok anh em nhé. Tiếp đến phía sau này, phía sau đây. Đấy, những cái chỗ này là chỗ mà dán băng dính vào bóc ra nhé, không phải nó xuất sắc đâu anh em, dán băng dính bóc ra nên là nó sẽ mất cái màu sơn đen ở đây, ok chưa. Công suất con loa này thì mình không thấy ghi anh em ạ. Đấy, trở kháng là 6 ohm, nhưng mình ước lượng một cặp của con này nhá, một cặp này thì công suất phải tầm 80W cho một chiếc, một cặp 160W, anh em mình chơi tốt ở phòng diện tích 40m². Công suất của âm ly thì sao? Công suất cục dàn sẽ là 57W điện nguyên bản 100V và made in Japan cho anh em luôn anh em nhá. Aiwa này made in Japan hơi hiếm anh em, khá là hiếm. Các cái thông số về tiêu chuẩn châu Âu này tích hợp hết ở phía sau này nhá. Kẹp antenna FM phục vụ nghe đài, con này đủ 108 nhá. Kết nối thiết bị bên ngoài có đường AUX này. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ gọi là bao nhiêu đây? Từ 6 ohm trở lên. Và đây là đường xúc điện ao anh em nhá, xúc điện ao. Và mã dàn này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em cả bộ, giá con này chỉ có 1.800.000 anh em nhá. 1.800.000 cho cái mã Aiwa này. Ôi chưa anh em. Play thử nhạc cho anh em nghe chất âm này như thế nào nhá. Rồi. Siêu tốt rồi, 1.800.000 cho một mã size lớn thế này thì không phải bàn về chất lượng anh em nhé. Tại vì con bát này rất là to, con bát 16cm thì có ánh bát rất sâu cho anh em, ok chưa. Đấy. Rồi video này thì mình xin phép được kết thúc ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và chọn được những món đồ ưng ý anh em nhé. Anh em nhìn Haman này, như lợn con luôn. Ê, anh em ạ, đây về là bao nhiêu con nhỉ? Về 8 con anh em ạ, thì 3 con là gãy hết cả chân rồi, vứt xó hết anh em nhé. 3 con vứt xó, 1 con thì bị hở hết cái mặt này ra, hở hết mặt trước ra phải bỏ này. 1 con thì rụng củ anh em nhé. Nói chung là anh em cứ bảo là bên kia giá nó tốt hơn, nhưng mà về có phải về được nguyên vẹn đâu anh em, về cứ con què con cụt thôi. Những cái con đẹp bên này lên sóng cho anh em thì lời lãi được mấy trăm nghìn chả bỏ anh em nhé. Ok, video này xin kết thúc đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở clip sau anh em nhé.